khi mà một tủ lạnh á, mọi người nhìn mà cái dàn tuyết nó bám dày gì á là chứng tỏ hư một sả nha mọi người. Thì sả trong này nó có con sensor đầu dò điện trở đốt và cục chì. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình cũng đến xem một cái tủ lạnh Samsung Inverter. Tủ này là khoảng 400 lít nha mọi người. Samsung Inverter. Tủ này là chủ nhà báo là chạy không lạnh, nhưng mà có một cái lý do này là khi mà nó không lạnh rồi á thì chủ nhà rút điện ra cho nó xả tuyết xong rồi bắt đầu gắn điện lại thì chạy lạnh lên, lạnh trong vòng khoảng tuần lễ 10 ngày sau sết. Và đối với những dòng tủ như thế này á, thì mọi người anh em nào á, mà nhà mà có những cái tủ gì á, thì mình khẳng định là hư bộ xả nha mọi người. Hư bộ xả đá tự động, một là có thể là sensor đầu dò trở đốt chì điện trở ba mạch. Thì trước khi mà mình kiểm tra một cái này á, để mình tháo ngăn đá ra mình quay cho tất cả mọi người các bạn xem là ngăn đá khi mà một cái tủ mà nó không xả được á, là cái dàn tuyết nó bám như thế nào, thì mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người các bạn xem. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua. Rồi mình cũng đã tháo một cái cái dàn lạnh ngăn đá của cái tủ lạnh Samsung này ra. Thì cái đây là mọi người nhìn nè, tuyết nó bám dày, cái này là chứng tỏ là hư bộ xả nha mọi người, xả tuyết. Thì ở trường hợp này thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người các bạn xem là phải mình phải test nhanh đã biết hư cái gì. Tại trong này cái bộ dàn lạnh của nó thì nó gồm sensor đầu dò trở xả cục chì và sau là bao mạch, coi nó cấp hay không. Bây giờ mình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm mình cho mình test nhanh cho mọi người xem coi tủ bị hư cái gì nha. Còn trường hợp những cái tủ mà nó bám tuyết sơ sơ này nha, đúng của nó nguyên tắc nó bám tuyết sơ sơ thôi, thì nó trống cái này để nó hút cái đồ lạnh ra, nó đưa thổi ra làm đá trên và đồng thời đưa xuống ngăn dưới. Còn khi nó bám dày kín cái này là chứng tỏ là hư bộ xả nha mọi người. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chia sẻ cách test nhanh cho mình coi kiểm tra bị hư cái gì. Rồi mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn là xem nha. Bên đây là bo công suất, bên này là bo bên vi xử lý. Mà mọi người nhìn thấy cái đèn cũng bên bo công suất vẫn không chớp. Và đèn bên bo công suất cũng không chớp là chứng tỏ là nếu mà có sự cố, mà cái tủ nó có một sự cố mà hư trong cái dàn điện của nó thì nó đèn sẽ chớp nha mọi người. Nó sẽ chớp đèn làm biết là hư trong cái bo. Còn bây giờ cái đối với cái tủ này nó không xả tiếp được thì bây giờ phương pháp test của mình á thì mọi người sẽ dùng một cái đồng hồ ampe cặp vào cái đường dây nguồn vào tủ nha mọi người. Cặp như thế này. Phương pháp mình á, mình test nếu giả sử như mà mình rút điện ra, mình gắm lại trong vòng khoảng 3 giây. Mình thấy nếu mà dòng có thì chứng tỏ là trong đó là cái sensor đầu dò bị hư. Sensor đầu dò sẽ đá đó, nó bị hư. Còn nếu giả sử như mình gắm điện rút ra gắm lại trong vòng 3 giây, nhìn nhanh nha mọi người, mà nó dòng không nhảy thì mình phải kiểm tra lại cái bo bên vị xử lý coi nó điện nó cấp ra vào sensor đầu dò và điện trở đốt và cục chì hay không nha. Phương pháp này mình test nhanh để mình kiểm tra biết được là nó hư cái gì. Hiện tại giờ lốc máy đang chạy là dòng 0.82 nè. Mình nhiều phương pháp mà tủ LG rồi tủ Hitachi đó, mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình là test cái cách test sẽ cứng bức cho tất cả mọi người các bạn xem để hiểu là nó hư cái gì. Rồi bây giờ mình tắt nha. Mình tắt mình sẽ test cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình tắt nè. Rồi mọi người nhìn trong cái đồng hồ này nè, mà mọi người nên nhớ là khi test á là nhìn trong vòng 3 giây nhanh nha mọi người, nó sẽ nhảy lên nha. Còn nếu không nhảy là mình phải kiểm tra lại cái bo mạch nè và hoặc là điện trở đứt. Còn khi mọi người test á là nhớ là trong cái ngăn lạnh nó phải có đông đá nha mọi người, đông đá thì nó mới cảm biến được cái đầu dò mới test được. Chứ còn nếu mà cái tủ mà người ta rút lâu á thì mình phải cho chạy 5-10 phút rồi mình nhét cái đầu dò vào cái ngăn đá để mà mình test được. Rồi bây giờ mình bật lên cho mọi người coi cái đồng hồ nhảy không nha. Rồi mọi người thấy nó nhảy không? Nó nhảy lên 0.4 nè, 0.6 nè. Thì trường hợp này á, là chứng tỏ là cái bo cấp từ trong cái mạch bên vi xử lý nó cấp qua cái nguồn điện vào trở xả, chứng tỏ là tốt nha mọi người. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, là điện trở không đứt, cầu chì không đứt, thì chứng tỏ là sensor đầu dò bị hư.
kết luận là xin sao đầu giờ hư nha mọi người. Thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm mình cho tất cả mọi người các bạn là tìm hiểu được nguyên lý tại sao mà cái tủ lạnh nó như thế này. Rồi mình sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người xem nè. Rồi trẻ vị trí không? Bật nhanh lên nè. À, mọi người thấy đồng hồ nhảy chưa? Công dòng ba nó nhảy lên, bắt đầu nó sẽ hạ là vị trí số 0 lại nha. Để chứng tỏ là cái quan mạch cấp nguồn ra có nha mọi người. Còn nếu giả sử nhưng mà mình mọi người dùng cái đồng hồ đo vào cái dây nâu và dây đen nè, trong cái bao vi xử lý nó cấp nguồn ra là coi là trong bao vi xử lý nó cấp nguồn ra hay không. Rồi bây giờ cái trường hợp này mình chỉ thay sinh sau đầu dò nha mọi người. Sau khi cái tủ mình dội nước sôi rồi nhưng mà nó vẫn còn đông đá dày ở dàn dưới nha mọi người. Mình cũng dặn mọi người là khi mà những cái tủ đông cái này nè, cố gắng dội cho sạch sẽ cái dàn dưới luôn nha, để cho nó thoáng cái độ lạnh xuống dưới đó, nó độ nước chứ còn không nó đóng đầy là không được nha mọi người. Dội cho tan nhằn tuyết luôn. Còn đóng ở dưới đầy luôn. Dội vài lần cho nó đóng ở dưới cho nó sạch sẽ dàn ở dưới luôn. Mọi người nhìn xem nè, đóng dày trội chưa. Sau khi mình dội sạch sẽ như thế này nha mọi người, nhìn cái trong là nó không còn đông đá nè. Rồi mọi người kiểm tra luôn cái đường nước thoát. Ở đây nó có một lỗ trong ngăn đá này, ngăn lạnh sẽ có một cái đường thoát nước ra sau. Thì luôn tiện là mọi người kiểm tra luôn cái đường thoát nước, coi thử là cái đường thoát nước mình nó có thoát xuống xe sau không. Khi mà cái tủ lạnh này nó xả đá sẽ tiết thì nước tự động nó chảy qua cái lỗ này, nó đưa ra cái máng nước sau. Nếu mà nó bị nghẹt á là nó sẽ tràn xuống cái ngăn lạnh ngăn mát nha mọi người. Giờ mình ra đường sau mình kiểm tra cái đường thoát nước tốt hay không. Đây là cái đường thoát nước nha mọi người. Khi mà cái tủ mình làm sạch sẽ là mình thông luôn cái đường thoát nước nè, nước nó chảy ra cái máng nước sau là tự động nó nóng nó khô nha. Khi mà cái đường thoát nước nó tốt quá thì cho nó khỏi cái bị nghẹt nước. Nếu nó nghẹt nước nó sẽ chảy ra cái dàn lạnh, dàn ngăn mát của ở dưới. Còn nếu mà giả sử ở đây nó nghẹt nó không thoát ra thì ở đây mọi người nhìn nó có một cái lỗ nè, ở dưới này nó có một cái lỗ nha mọi người. Thì mọi người dùng cái ống bơm, ống bơm xe đạp á, thọc vào cái lỗ này nè, bơm thổi. Mà trước khi mọi người thổi á là nên nhớ là phải rút tủ lạnh cho nó xả tuyết đàng hoàng nha, xả sạch sẽ trong một buổi hoặc ngày. Rồi mình dùng cái ống bơm mình bơm là sẽ hết. Rồi luôn tiện mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn là hiểu được nguyên lý hoạt động của cái tủ lạnh này nha. Cái đây là cái con sensor đầu dò nha mọi người. Là luôn luôn bao giờ là con sensor này là người ta sẽ cập vào ống về của cái tủ nha. Để đủ nhiệt độ là tự động nó sẽ cảm biến rồi nó ngắt cái bo nó sẽ đá. Ngắt cái xe đá chứ còn không có kẹp vào cái ống đi, ống về. Đây là cột chì. Cột chì bảo vệ nè. Còn cái cây đen đen này là cái thanh này là thanh điện trở mọi người. Tại tùy theo những cái tủ, có những cái tủ là người ta xài bằng trở xả bằng cái ống thủy tinh, nhưng mà có những dòng tủ là người ta sẽ làm một cái cây trở đúc. Trở đúc như này mọi người. Cái này không phải là nhìn vô là nghĩ là đường ống ga, không phải đâu. Nó là cái cây điện trở xả thôi. Còn ở đây mình luôn tiện là mình cũng mua một cái con sensor. Trên sao đầu dò nè, 4kg, dòng của tủ Samsung luôn. Thì mọi người nếu mà mua y như mình đó là ráp đúng của nó luôn, khỏi cắt hàng. Của hãng Samsung luôn. Nó đúng cái sóc của nó luôn. Còn nếu mà anh em mà không có, mà mua đi mà mua không có những cái con sensor mà cái đầu sóc gắm gì á, thì anh em phải dùng một cái con sensor đúng cái số ký của nó. Là anh em ráp vào, là nhớ hàng vào. Rồi bây giờ mình chỉ rút thay thôi. Dỡ nẹp ra nha mọi người. Để mình cấp cho mình gỡ cho nó dễ. Con sensor này của Samsung này nó giống cái đầu sóc giống nhau luôn. Thì mọi người chỉ cần gắm vào thôi, không có hàng. Đó, gắm là y bon của nó nè. Rồi mình cặp vào đây, mình sẽ dùng dây cút cút lạnh. Đó,
Rồi, sau khi mình thay cái con xin sao đầu dò mình kẹp như thế này nha mọi người. Kẹp vào cái ống về của cái dàn lạnh á. Rồi bây giờ mình chỉ ráp lại thôi. Rồi, tủ bây giờ đã hoạt động tốt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn là cái cách chỉnh cái nhiệt độ của nó tùy theo mỗi dòng tủ khác nhau nha. Có tủ thì trên này là cái nút vặn tròn, các cái thì nó cần gạt. Còn cái loại tủ này thì mình giới thiệu cho mọi người nó là hai dàn độc lập, thử nó hai cái volume khác nhau. Cái volume ở trên là chỉnh về ngăn đá nha mọi người, thì nó cũng là 1, 2, 3, 4. Thì cái này là mình đang để mức độ số trung bình nha mọi người, mức độ trung bình. Còn khi mình để mà đồ thì nhớ là không bao giờ mà để cho nó kín mấy cái lỗ gió ra nha, để nó có cái đường luồng để chỉ nó hòa khí trong cái buồng lạnh thì nó sẽ đông đá, chứ còn để bịt cái này nó sẽ đông tuyết ở trong hoặc là hư quạt. Còn bây giờ mình rồi mình chỉnh xuống ngang dưới luôn. Đa số những cái tủ mà nó chạy hai dàn độc lập thì nó có hai cái volume chỉnh khác nhau, thì đây nó cũng 1, 2, 3, 4 như nhau thôi. Thì cái đây cũng đang để mức độ số trung bình. Đồ này xài quan chất liệu mà. Đó mọi người cứ chỉnh y như mình. Rồi, clip hôm nay đến đây cũng kết thúc. Mọi người cảm thấy hay thì bấm cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin chào tất cả mọi người các bạn.